tông việc đâu, tông lại cái đỉnh hoa này thôi. Đấy, đỉnh hoa. Ôi, chúng mày thì chị ái tao, chúng mày hoa hết. Tao thì về chúng lại bảo cái trước cửa nhà mà hoa, em chả hoa gì chứ. Chả hoa quét. Hoa quét làm gì? Các bà miếng nào? Xin miếng. Nào. Hoa. Nào. Nó chán thì nó cho nó cửa. Xin miếng. Nào. Không à? Không à? Ăn đi cho mồm. Được mấy tháng nhỉ? Cuối tháng này đầy 5 năm. Biết gì nhỉ? Chắc là ấm đi được nhỉ? Ấm như dẹt thế. Ủa em hai đứa này kinh này. Hương mấy cái ế rồi. Hương này hương ra, hương đập 2-3 con sen không ra nó tán hết. Đấy, ra đập 3 con sen. Quốc vào trong rồi này. Chưa lên hoa nhổ cả gốc xong nó rụng hoa nó lại lên. Ôi giờ ai cái đất của nhà không có hái không? Anh cho em xin ít thêm đấy nha, làm cho em mai em trồng cái rau cái cảnh. Lai mai không được, để lai mai tao còn làm cho nó làm giống thân. Bình đồng thêm là lai mai thì thân. Thấy hôm bảo họp nó chân nước tâm. Ôi giời ấy không được đâu. Mẹ không thương em sao? Hôm nay nó định không làm nhà, nó khóc thế nào nhỉ? Ừ, nó định không làm nhà. Khóc mà chưa biết được làm hay không? Nó khóc, thế nó thở trong mắt, nó bảo là không biết là em nghĩ thế nào. Thế sau cuối cùng, thôi em bà nhờ trả cho em, mẹ trả cho em nữa thì thôi, trả làm nữa.